Dạ Dùng Mai chứ chào mong, xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. À cả nhà ơi, ngày hôm nay bên vườn mai nhà em lại giới thiệu cho chúng ta một cái dòng mai, đó chính là dòng giáo lộc phát của anh Đông Bonsai đặt tên đó cả nhà. À, giáo lộc phát, một cái giống mai phải nói hoa giáo mà hoa của nó cực kỳ to và cái cánh của nó rất là to dày nha, hoa cánh dày luôn á cả nhà. Đó, ngày hôm nay bên vườn mai nhà em lại ghép trong những cái bộ đế rất là đẹp, và hàng này nó cũng đã già mùa rồi, hàng đôn à. Hôm nay nó ra đọt rất là nhiều ha. Đây cả nhà, đế nó đẹp không à nha, đế đẹp không nha. Cây nào cây nấy là đế như thế này không nha cả nhà. Và cây này đặc biệt là em thấy theo dõi của em là cái dòng này nó rất là dễ tạo nụ nha mọi người. Rất là dễ tạo nụ luôn. Đó đây nè. Đó đế nè. Cây này rất là dễ tạo nụ nha mọi người ơi. Đó đây trời ơi nè. Cả nhà nhìn nè. Nụ kim nhóc hết trơn luôn nha. Đó cây này rất là đẹp bởi vì cây này già rồi. Hôm nay em bệnh tiếng hơi khàn mọi người thông cảm gắng nghe giùm em nha cả nhà ơi. Đó đây nè. Đế rất là đẹp nha. Đó đây. Cả nhà nhìn nè, đó củ đế nè, nụ à. Nè, loại này về á cả nhà, chúng ta thay vào cái chậu mà dạng chậu mỹ nghệ á. Mấy cái đế này đưa lên cái là vip vẹp vẹp luôn. Và ngày hôm nay bên vườn mai nhà em lại có một cái chương trình trang đặc biệt cho quý cô chú anh chị khách hàng gần xa, mua 3 tặng 1 nha cả nhà. Đó, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1, chúng ta có thể lấy một giống khác bất kỳ bằng với cái giá này còn là em tặng heo hết nha cả nhà. Rồi qua bên đây chúng ta sẽ coi một cái lô sắn nè. Sắn này cực kỳ vip nha. À, lô sắn này đẹp quá đẹp cả nhà. Ghép cái phom lùng, cái phom lùng nè cả nhà nhìn nè, có mấy cây thân lắc lượn rất là đẹp nha. Đó nè, sắn hôm nay nó già nó xum xoe như thế này đây cả nhà. Đó rất là đẹp luôn đây. Ồ, ok nè nè cả nhà nhìn nè. Đó nè, nó già nó rủ xuống rất là đẹp nè cả nhà. Ồ lùi nay sắn đẹp quá trời đẹp luôn rồi cả nhà ơi. Rồi giá 100 luôn nha cả nhà. À chúng ta có thể lấy cây sắn này luôn nha, có thể lấy cây sắn này luôn. À đế hình con thú nữa nè, thăng lắc lượng nữa nè. Đó ví dụ như 3 cây thì chúng ta có thể loại 4 cây thì chúng ta có thể tùy chọn 4 giống cũng ok luôn ha. Thì chúng ta cũng được vẫn tặng 1, 3 giống bất kỳ chúng ta cũng được tặng 1 cây luôn nha cả nhà. Đó cái lô sắn này hôm nay rất là xuất sắc nha. Cành nhánh hôm nay nó rất là xum xuê rồi nè cả nhà. Đó, đây nè, nó rủ nó xỏ rất là dữ luôn. Ai ha. Đây cả nhà nhìn nè. Đó, này nó xỏ đẹp lắm nha. Hùm lùm luôn cả nhà. Cũng giá 100 luôn. Mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1 luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Rồi qua hàng bên đây. À, hàng bên đây sẽ là dòng cúc bạch mai nha. Đây cúc bạch mai nha cả nhà. Đó, cúc bạch mai đến lô này đợt này thì em thấy cái gốc của nó rất là đẹp nè. Cành nhánh nè. Thì cả nhà biết rồi, những cái giống mai mới thì không có hàng lớn hơn nha. Ví dụ như mình mới quá ít bo, ghép ít bán được hết. Lại nó chạy hàng á cả nhà. Em bán được hết cho nên là giờ kêu cây lớn cũng không có nữa. Nhưng mà cơ bản như vậy là cũng đã ok rồi. Đợt trước bán nhỏ hơn vậy nữa thiệt. Thương mấy cô chú mà mình ham giống mình mua về dưỡng. Nó hơi kệ chú đem về chú dưỡng rồi chú lấy bo. Đứt ruột luôn. Thật tình là em cũng cố gắng lắm nhưng mà tại vì cái dòng này nó hiếm quá, nó không có bo nhiều cho nên là em cũng có vậy thôi à. Cái này là 250 một cây, nếu chúng ta lấy 2 cây em tặng cho mình 1 cây luôn nha cả nhà. Đó, để đáp lại tấm lòng quen của quý cô chú anh chị gần xa đã theo dõi chiếc chè bông thì ngày hôm nay cái gì cũng có chương trình tri ân hết nha cả nhà. Qua bên đây là dòng cam đổi màu nè, loại này 150 cây em cũng mua 2 tặng 1 luôn. Đó, mua 2 tặng 1 luôn nha cả nhà ơi. Đây cả nhà. Đó, dòng cam đổi màu thì lá của nó cũng rất là đẹp ha. Hoa của nó thì là ai cũng biết rồi đó, dòng cam nó sẽ đổi màu khác ha. Chiều nó sẽ đổi màu kem kem nha cả nhà. Rồi ai thích thì alo cho vườn mai của chiếc chè bông nha.